Thấy tinh thần em khá hơn như vậy, anh mừng lắm. Vừa nghe em gọi là anh chạy tới ngay đó. Em như vậy mới đúng nè. Cứ ngồi hoài trong nhà, có ngày nhá, sinh ra bệnh tự kỷ đó. Tâm trạng anh đang vui như vậy thì cũng tốt. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cái gì đây? Có khi nào á anh không chịu nghe lời em nói đâu. Nói đi. Anh ráng tập trung nha. Bây giờ em nói đi. Tuân lệnh, em nói đi. Chúng ta chia tay nha. Ủa anh Trí, anh về hồi nào vậy? Tôi vừa xuống máy bay nên tới công ty liền. Mà công việc vẫn ổn chứ? Dạ, công việc thì vẫn ổn, nhưng mà nhân sự á thì không ổn chút nào. Anh Trí nè, em nghe nói á anh rất có kinh nghiệm làm luật sư bào chữa cho một số tên tội phạm liên quan tới xã hội đen. Cậu cũng hứng thú với việc này hả? Hứng thú thì không có, nhưng em cần anh giúp. Anh phải vào báo cáo công việc với sếp phải không? Vậy thôi, em không làm phiền anh nữa. Được rồi, chỗ anh em có cần gì giúp cậu cứ tìm tôi. Ủa mà Xuân Hảo ra ngoài đi ăn cơm rồi hả? Sao tôi gọi điện mà không thấy bắt máy? Anh chưa biết gì sao? Chị Hảo xin phép về quê dưỡng bệnh rồi. Xuân Hảo bị bệnh hả? Xuân Hảo bệnh gì? Có nặng lắm không? Có lẽ là tâm bệnh. Mình cần phải quay về thực tại, không thể sống như vậy hoài được. Nhưng mà lối thoát nào cho mình đây? Quay lại nhà Đức thì không thể, mà ra ở riêng thì cũng không đành. Xuân Hảo à,
chị biết con về đây nên cố tình tìm gặp. Để làm gì vậy? Để tạ lỗi với hai mẹ con. Chị biết cái chết của mẹ con cũng phần nào liên quan đến dì. Bây giờ thì dì đã hiểu lỗi của dì lớn lắm. Đúng là xin lỗi bây giờ cũng đã là quá muộn, nhưng dì không thể không nói. Dì nói để làm gì? Đâu phải vì như vậy mà mẹ tôi có thể sống lại được đâu. Bởi vậy dì thấy tội của mình càng lớn. Con có thể rộng lòng mà tha thứ cho dì và ba con được không? Trái tim của tôi đang liệm chết từng ngày. Xin dì đừng nói thêm gì nữa. Một ngày nào đó tôi quên được chuyện mẹ tôi chết oan ức tức tưởi, tôi sẽ nói cho dì nghe. Xuân Hảo, bây giờ dì đi về đi. Tôi muốn ở đây một mình với mẹ của tôi. Sao dì không chịu về đi? Một mình tránh đợi ở đây liệu có được không? Chứ anh sẽ đưa em về đối mặt với cuộc sống. Trí, anh về sớm vậy? Hình như chưa tới một tháng mà. Anh không chờ được. Anh muốn nghe câu trả lời của em. Nên khi vừa xong việc, anh lập tức trở về đây nè. Em rất còn nhiều thứ ngổn ngang trong lòng lắm. Em không thể nào có anh như là một cái pha cứu sinh được. Như vậy sẽ không công bằng với anh. Nếu anh muốn được hưởng sự không công bằng đó được không Xuân Hảo? Hạnh phúc thì phải dung bồi mới có được. Anh sẽ chờ đến lúc em hoàn toàn nghĩ ra. Nếu như vậy, em sẽ hoàn toàn giao tình cảm của mình cho anh, có đúng không? Anh không sợ là em còn dương vấn tình cảm với người khác sao? Chỉ vì là vậy, nhưng em sẵn sàng chờ đến lúc em quên hẳn người đó đi. Nếu không hoàn toàn dứt bỏ thì anh chỉ cần em nghĩ đến anh một chút cũng được. Đối với anh như vậy là đủ. Tình yêu không phải lúc nào cũng 50-50, có lúc chỉ từ một phía thôi em ạ. Anh Đức, anh ơi, anh ơi,
đã có lệnh chính thức yêu cầu thanh tra công ty mình rồi đó anh. Tôi biết rồi. Anh Đức, hay là anh về nhà đi. Mấy bữa nay em cứ đi quanh khu vực đó, em thấy Hạnh cứ đi về một mình trong căn nhà rộng đó, em thấy tội nghiệp lắm. Hình như chị Hảo không còn ở đó nữa. Anh không lo cho Hạnh sao? Anh chị sẽ sang Anh tu nghiệp 2 năm rồi mới về đây làm đám cưới. Hạnh à, chị xin lỗi. Chắc là chị không thể ở lại đây để chăm sóc cho em được. Chị đừng nói vậy. Chị được hạnh phúc, em phải mừng cho chị chứ. Mặc dù là em cũng buồn.
rồi, dỗ ngon dỗ ngọt. Đến bây giờ, con Sư muốn trở thành đứa hiền lành tử tế, thì định bỏ rơi nó à? Thằng đó ở đâu? Bà dẫn tôi đi xem, để xem nó như thế nào. Thôi ông đừng có nóng, để từ từ mình hỏi con Sương coi chuyện đầu đuôi thế nào đã, rồi mình hẳn quyết định chứ hả? Để tụi bay, con nhỏ chút ngon quá ha. Chán kiểu đó chắc mới bị thằng Đào đáp chân rồi. Ê, hay là tụi mình tới ăn ngủi của em cho đỡ buồn đi. Ý tưởng hay. Đi. Nè cô em. Ê, một chủ, giữ thêm dây nổ. Sao còn một mình uống rượu vậy em? Ở trẻ em đâu? Cô em, có một mình buồn lắm. Tụi anh uống chung cho vui nha. Người đẹp đi cấp đi tụi bay. Tụi mày làm gì vậy? Dám nói bụng cô nương câm hả? Nói chuyện lịch sự một chút đi cưng. Tụi này chỉ muốn giúp cô em đỡ buồn thôi mà. Tao không cần. Biết. Rảnh quá mà. Con nhỏ này láo quá. Mày dạy cho nó một bài học mới được. Thôi, bỏ đi cha. Bỏ sẽ được mà bỏ. Dạy cho nó bớt kinh người lại mới được. Rồi mày sẽ biết tay tao. Mẹ của em. Xin lỗi em nha. Chào em. Nó kìa. Sao em đi một mình vậy em? Đi đâu vậy cứng? Hết uống rượu rồi hả? Đi chơi tụi anh nha. Lại là bọn mày hả? Phiền quá mà. Bám dai như đĩa vậy. Đêm nay đi chơi với tụi anh nha. Tụi anh sẽ giúp em hết buồn. Bọn mày bị điếc hả? Rảnh quá mà, không có việc gì làm hay sao mà bám theo tao hoài vậy? Tụi tao không rảnh đâu, chỉ là tốn công dạy cho mày một bài học thôi. Tụi mày làm gì vậy? Khôn hồn á thì biết. Không tránh thì sao? Định làm gì tụi anh hả? Tụi bay mà không tránh á, tao la lên bây giờ đó. Mày cứ la hết cỡ đi, xem mày có tay cứu mày không. Bởi người ta, có người hiếp dâm tôi, cứu tôi với. Tao sợ mày hả? Bởi người ta, cứu, cứu. Bởi người ta, cứu, cứu tôi với. Bởi người ta. Các mẹ ra tức, nó tá kỹ đang mày bây giờ. Bởi người ta. Lão hả? Giờ này còn mình chó nào qua đi nữa. Tại của em không ngoan nên tụi anh mới thổ lỗi chút thôi. Dùng dằn để làm gì? Để tôi xử với chó. Đưa nó qua bên kia cho kính đáo tụi mày. Qua Mỹ làm cái gì? Để tao xử lý nó trước cho. Món ngon phải từ từ thưởng thức chứ. Lẹ lẹ đến mày, tới lượt tao nó dân vô chứ mày. Làm cái gì đó? Đàn em của Bayro hả? Thằng Đức, nó là kẻ thù của đại gia Bayro.
Tụi bay đánh lạc hướng nó. Tao giờ kịp tìm anh em. Sao lại đánh em? Phải bà đánh kiếm. Từ từ, tên kể ra cho. Thằng Đức đâu? Để tao biểu. Đại cả Đức hả? Bữa nay chỉ có mình mày. Để coi bữa nay mày có tài gì đem ra xài thử. Nè, tụi mày không được đánh anh Đức. Để xử lý thằng này rồi em chăm sóc em thật kỹ. Sao? Được rồi. Đi bệnh. Cẩn thận. Chuyện gì vậy con? Sao con ra nông nổi này? Cậu đã làm gì con gái tôi? Không, không phải vậy đâu mẹ ơi. Con bị đám côn đồ giở trò. Anh ấy cứu con nên bị như vậy đó. Mình đưa anh ấy về nhà đi mẹ. Anh ấy bị thương nặng lắm rồi. Quá mà. Giờ vậy phải đưa vô bệnh viện chứ con. Không cần đâu. Nếu bà đã tới, đưa con bà về đi. Tôi tự lo được. Không được, anh phải về nhà với em. Anh bị như vậy, làm sao em yên tâm được? Cậu bị thương cũng không nhẹ đâu. Nếu không muốn đi bệnh viện mà về nhà tôi cũng không tiện. Thôi để tôi đưa cậu về nhà nha. Không cần đâu. Cậu bà mệt rồi. Bà đưa cô ấy về đi. Em đỡ rồi anh. Tôi có người bạn là bác sĩ, sẽ tới đón tôi ngay bây giờ. Anh nói thật không đó? Tại sao trước giờ em không nghe anh nói về người bạn bác sĩ này? Em quen anh được bao lâu? Bà đã biết tất cả về anh. Không chịu về thì từ bây giờ trở đi đừng bao giờ tới kiếm anh nữa. Thôi được rồi, em sẽ đi về. Ngày mai em sẽ qua.
Anh hai. Anh hai. Anh hai. Không sao, em đừng khóc nữa. Anh ơi phải sống, anh ơi đừng bỏ em. Anh ơi phải sống mà. Anh ơi, xin lỗi. Anh không sao nữa. Anh ơi à. Em sẽ tới đường hàng được không? Không, anh ơi, em sẽ đường hàng tới bệnh viện. Anh hai, đừng mà. Nếu như mọi người bỏ cuộc, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh hai đâu. Em sẽ hận anh hai suốt đời này. Anh hai. Không chết rồi. Anh không muốn chết. Anh không muốn chết. Anh còn tiếp tục cuộc sống này lắm anh ơi. Buồn quá rồi anh ơi. Từ đây, anh hai không nói cho em biết nữa. Em phải biết tự chăm sóc mình. Mời vào. Chị Hậu. Sĩ hả? Ngồi đi. Chị đang suy nghĩ chuyện của anh Đức đúng không? Dù có nghĩ cũng chẳng ích gì. Công ty của Đức, nhà chức trách đã vô cuộc rồi. Còn Đức ở đâu tôi không biết. Muốn giúp mà tôi lại không biết tình hình bên trong thì tôi cũng đành bất lực thôi. Hạnh cũng rất lo. Em đã dựa vào tài liệu đang nắm trong tay để nắm hết các sự việc của anh Đức. Và điều quan trọng lúc này là chị nên kêu anh Đức ra đầu thú trước khi người ta khởi tố vụ án và lấy lời khai. Tôi có thể làm được điều đó sao? Nếu có một điều ước trong lúc này, em chỉ mong muốn có một phép màu để biến tất cả tội danh của anh Đức biến mất không tì vết. Đem khỏi phải thấy chị hay là Hạnh đau khổ như vậy. Hạnh ơi, em Hạnh ơi. Tôi đến tìm anh Đức. Đức không có nhà, gọi điện thoại cũng không bắt máy nữa. Ủa nhưng mà chị không gặp Đức sao? Anh Đức đang bị thương, không về nhà nghỉ thì đi đâu được? Chị nói Đức đang bị thương hả? Nhưng mà tại sao?
chắc là anh Đức nghĩ chị không cần phải biết nên anh ấy không nói thôi. Đức đang bị thương, lại không chịu về nhà nữa. Tôi có linh cảm là có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Tôi xin chị đó, chị nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không vậy? Thôi được rồi, tôi nói. Anh Đức vì cứu tôi nên bị bọn giang hồ đánh một trận tả tơi. Tôi nói là để tôi đưa anh ấy về, nhưng mà anh ấy không có chịu. Rồi nói là có một người bạn làm bác sĩ sẽ đến đó. Tôi tưởng là anh ấy sẽ về nhà chứ. Không có. Đức không có người bạn nào là bác sĩ hết đó. Trời ơi, sao lúc nào tôi cũng bị gạt hết vậy? Nhưng mà bây giờ anh Đức không ở nhà thì đi đâu? Anh Đức đi đâu? Hả? Ngày nào á, tinh thần của em cũng như vậy, làm sao anh yên tâm được chứ? Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Vậy là đã có quyết định khởi tố vụ án. Nay mai thôi, sẽ khởi tố bị can. Nếu như mà Đức không trình diện, chắc chắn là có lệnh truy nã. Tới lúc đó, em sợ là khó lòng cứu giãn được. Thẳng thắn trước mặt anh về chuyện của Đức, em không sợ anh sẽ khó chịu sao? Em xin lỗi. Nói vậy thôi, em đừng có lo lắng quá. À, mà em có biết chỗ nào Đức thường hay tới không? Em đã hỏi một số người thân của Đức, nhưng mà họ cũng không biết Đức đi đâu hết. Một số đàn em của Đức thì cho rằng Đức chạy trốn bỏ rơi họ. Mọi chuyện rắc rối hơn em nghĩ nhiều. À, Thảo à, em ở bên Đức suốt cả một thời gian qua, em cố gắng suy nghĩ, nơi nào Đức có chuyện buồn thường hay lui tới không? Hay nơi Đức thường đi chơi với em? Hoặc là Đức thường hay nhắc tới? À, em biết rồi. Đức ơi! Đức ơi Đức! 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 Anh ơi! Như vậy tình trạng nguy hiểm lắm rồi Đức! Chị ở đây! Hãy coi xin cứu nha! Chào bác sĩ. Bác sĩ, tới giờ anh vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Như vậy có nguy hiểm lắm không bác sĩ? Do bệnh nhân bị thương nặng, dẫn đến nhiễm trùng, không ăn uống suốt mấy ngày, lại thêm dầm sương gió nên thể trạng suy kiệt trầm trọng thôi. Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp thời, chậm hơn chút nữa chắc chắn chúng tôi không còn cách nào, gây go đó. Vậy có nghĩa là tình hình nguy hiểm đã qua rồi phải không bác sĩ? Vậy khoảng bao lâu nữa anh tỉnh lại? Anh ấy khá hơn nhiều rồi, chắc chỉ một lát là tỉnh lại thôi. Dạ. Cô yên tâm đi nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Em không thấy đói và em cũng không muốn ăn cái gì hết. Không đói cũng phải ăn. Em á không thương bản thân mình thì cũng phải thương anh chứ. Hạnh, em xuống đây được rồi hả? Trời, cả ngày hôm qua em cứ ở lì trong phòng, làm chị lo muốn chết luôn vậy đó. Em chỉ mệt có một chút thôi à. Tại anh sĩ anh cứ làm quá đó. Anh không cho em đi đâu, làm gì hết đó. Cứ bắt em nằm một chỗ không à. Nếu chưa biết tin tức gì của anh Đức thì Hạnh còn bỏ ăn dài dài.